Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 40. Tôi nhịn nhục trông đợi Đức Giê-hô-va. Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng buồn lắm. Ngài đặt chân tôi trên hòn đá và làm cho bước tôi vững bền. Ngài để nơi miệng tôi một bài hát mới, tức là sự ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Lắm người sẽ thấy điều đó, bắt sợ và nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va. Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, chẳng nể vì kẻ kiêu ngạo hoặc kẻ xây theo sự dối trá. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, công việc lạ lùng Chúa đã làm và những tư tưởng của Chúa hướng cùng chúng tôi thật là nhiều, không thể sắp đặt trước mặt Chúa. Nếu tôi muốn truyền các việc ấy ra và nói đến, thật lấy làm nhiều quá không đếm được. Chúa không thích đẹp hy sinh hoặc của lễ chay. Chúa đã xỏ tay tôi. Chúa không có đòi của lễ thiêu hay là của lễ chuộc tội. Bây giờ tôi nói, này tôi đến, trong quyển sách đã có chép về tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi lấy làm vui mừng, làm theo ý muốn Chúa. Luật pháp Chúa ở trong lòng tôi. Trong hội lớn, tôi đã truyền tin vui về sự công bình. Kìa, tôi chẳng có ngậm miệng lại. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài biết điều đó. Tôi chẳng giấu sự công bình Chúa ở nơi lòng tôi. Tôi đã truyền ra sự thành tín và sự cứu rỗi của Chúa. Tôi nào có giấu hội lớn sự nhân từ và sự chân thật của Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, đối cùng tôi chớ khép lòng thương xót của Ngài. Nguyện sự nhân từ và sự chân thật của Ngài gìn giữ tôi luôn luôn. Vì vô số tai họa đã vây quanh tôi, các gian ác tôi đã theo kịp tôi, đến nỗi không thể ngước mắt lên được. Nó nhiều hơn tóc trên đầu tôi. Lòng tôi đã thất kinh. Đức Giê-hô-va ơi, xin sẵn lòng giải cứu tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy mau mau giúp đỡ tôi. Phàm kẻ nào tìm giết mạng sống tôi, nguyện chúng nó bị mất cỡ và hổ thẹn cả. Phàm kẻ nào vui vẻ về sự thiệt hại tôi, nguyện chúng nó phải lui lại và bị sỉ nhục. Các kẻ nói về tôi, ha ha, nguyện chúng nó bị sững sờ vì cớ sự sỉ nhục của chúng nó. Nguyện hết thảy những kẻ tìm cầu Chúa được vui vẻ và khoái lạc nơi Chúa. Nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi của Chúa hằng nói rằng, Đức Giê-hô-va đáng tôn đại thay. Còn tôi là khốn cùng và thiếu thốn. Dù vậy Chúa tưởng nhớ đến tôi. Chúa là sự tiếp trợ tôi và là đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin chớ trễ hoãn. Chương 2. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Và bây giờ có người Giu-đa, kẻ mộ đạo từ các dân thiên hạ đến ở tại thành Giê-ru-sa-lem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng, hết thảy người nói đó há chẳng phải là người Galilê sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? Nào người Bạc Thê, Mê-đi, Elamit, kẻ ở tại Mê-sô-pô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-pa-đốc, Bông, A-si, Phi-ri-gi, Bam-phi-li, Ê-díp-tô, đất Li-bi gần Si-ren, nào kẻ từ Roma đến, cả người Giu-đa hoặc người mới theo đạo Giu-đa, người Crete và Ả Rập nữa. Chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Ai ai đều sợ hãi, không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng, việc này là nghĩa làm sao?
nhưng có kẻ lại nhạo báng rằng họ say rượu mới đó. Bây giờ Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng: hỡi người Giu-đa và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Nhưng ấy là điều Đấng Tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng: Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. Và lại, ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Hỡi người Israel, hãy nghe lời này. Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho người trong vòng các ngươi như chính các ngươi đều biết. Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ người lại dưới quyền nó. Bởi chưng vua David có nói về người rằng: tôi từng thấy Chúa ở trước mặt tôi luôn, vì Ngài ở bên hữu tôi, hầu cho tôi chẳng bị rúng động chút nào. Bởi cớ đó lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy. Vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi âm phủ và chẳng cho đấng thánh của Ngài hư nát đâu. Chúa đã cho tôi biết đường sự sống, cũng sẽ cho tôi đầy lòng vui mừng trước mặt Ngài. Hỡi anh em, ta thật có thể nói cách vững vàng với anh em về tổ David rằng: người đã chết và chôn rồi. Ngày nay mồ mả người còn ở giữa chúng ta. Nhưng vì người là đấng tiên tri và biết Đức Chúa Trời đã thề hứa với người sẽ cho một hậu tự người ngồi trên ngai mình, thì người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của đấng Christ rằng: Ngài chẳng bị để nơi âm phủ và xác thịt Ngài chẳng thấy sự hư nát. Đức Chúa Giê-xu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại và chúng ta thấy đều làm chứng về sự đó. Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đang thấy và nghe. Vì vua David chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói: Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi, đặng làm bệ cho ngươi. Vậy cả nhà Israel khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giê-xu này mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá làm Chúa và đấng Christ. Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng: hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lơn chúng rằng: các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời
và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Chương 6. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng: Khi nào ai mắc tội phạm đến Đức Giê-hô-va, hoặc nói dối cùng người lân cận mình về đồ vật gửi hay là tin mà giao cho, hoặc về một tài vật trộm cắp, hoặc giật lấy của người lân cận mình, hoặc nếu xí được một của mất mà nói dối về của đó, hoặc thề dối về một trong các việc người ta phạm tội được. Khi nào đã phạm và mắc lỗi như vậy, thì phải trả lại vật mình đã ăn cắp, hoặc vật đã giật lấy, hoặc vật đã tin gửi cho, hoặc vật làm mất xí được, hoặc về các món người đã thề dối. Người phải thường nguyên lại và phụ thêm một phần năm giá trị mà giao cho chủ vật đó ngày nào mình dâng của lễ chuộc sự mắc lỗi. Tùy theo sự đánh giá của ngươi, người ấy phải bắt trong bầy một chiên đực không tỳ vít chi, dẫn đến thầy tế lễ mà dâng cho Đức Giê-hô-va, đặng làm của lễ chuộc sự mắc lỗi mình. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va, thì lỗi người sẽ được tha, bất luận lỗi nào người đã mắc. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng: Hãy truyền lệnh này cho A-rôn cùng các con trai người. Này là luật về của lễ thiêu. Của lễ thiêu phải ở trên đống lửa tại bàn thờ trọn đêm cho đến sáng mai, và lửa của bàn thờ giữ cho cháy luôn. Thầy tế lễ sẽ mặc áo lá trong và quần bằng vải gai che thân mình, rồi hút tro của lửa đã đốt của lễ thiêu trên bàn thờ và đổ gần bên bàn thờ. Đoạn, cởi áo này, mặc áo khác, đem tro này ra ngoài trại quân, đổ trong một nơi tinh sạch. Lửa trên bàn thờ phải cháy luôn luôn, không nên tắt. Mỗi buổi sáng, thầy tế lễ sẽ lấy củi chụm lửa thêm, sắp của lễ thiêu lên trên và xong những mỡ về của lễ thù ân tại đó. Lửa hằng cháy luôn luôn trên bàn thờ, chẳng nên tắt. Đây là luật về của lễ chay. Các con trai A-rôn phải dâng của lễ này tại phía trước bàn thờ, trước mặt Đức Giê-hô-va. Họ sẽ lấy một nắm bột lọc trong của lễ chay và dầu, cùng hết thảy nhũ hương ở trên, đem xông trên bàn thờ làm kỷ niệm về một của lễ có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Phần còn dư lại, A-rôn và các con trai người sẽ ăn không pha men tại một nơi thánh, tức là ăn tại hành lang của hội mạc. Họ không nên nấu bột đó với men, ấy là phần ta cho họ do trong các của lễ ta dùng lửa dâng lên, thật là một vật chí thánh như của lễ chuộc tội và của lễ chuộc sự mắc lỗi. Phàm người nam trong vòng con cái A-rôn sẽ ăn lấy, ấy là một luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi về những của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ai đụng đến những của lễ đó sẽ nên thánh. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng: Này là của lễ A-rôn và các con trai người phải dâng cho Đức Giê-hô-va trong ngày họ chịu phép sức dầu. 1/10 ê-pha bột lọc làm của lễ chay thường thường, sáng 1/2, chiều 1/2. Của lễ đó sẽ chiên sẵn trên chảo trộn với dầu. Chín rồi, ngươi phải đem đến cắt ra từ miếng sẵn, dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Con trai nào của A-rôn chịu sức dầu đặng thế cho người làm thầy tế lễ cũng phải dâng của lễ này. Ấy là một luật lệ đời đời trước mặt Đức Giê-hô-va. Họ phải xong hết trọn của lễ này. Phàm của lễ chay của thầy tế lễ nào thì phải đốt hết, không nên ăn. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng: Hãy truyền cho A-rôn và các con trai người rằng: Đây là luật về của lễ chuộc tội. Phải giết con sinh tế chuộc tội trước mặt Đức Giê-hô-va tại nơi người ta giết con sinh về của lễ thiêu. Ấy là một vật chí thánh. Thầy tế lễ đứng dâng con sinh tế chuộc tội phải ăn thịt nó trong một nơi thánh, tức là trong hành lang của hội mạc. Hễ ai đụng đến thịt con sinh sẽ nên thánh. Và nếu huyết nó văng trên áo nào thì phải giặt áo đó trong một nơi thánh. Nồi đất dùng nấu thịt đó sẽ đập bể đi. Nếu nồi nấu bằng đồng thì sẽ cạo và rửa nước cho sạch. Hễ người nam trong vòng những thầy tế lễ sẽ ăn thịt đó, ấy là một vật chí thánh. Nhưng chẳng nên ăn thịt con sinh tế chuộc tội, có huyết nó đem vào hội mạc, đặng làm của lễ chuộc tội nơi đền thánh. Hãy đốt nó đi. Chương 7. Đây là luật lệ về của lễ chuộc sự mắc lỗi, ấy là một vật chí thánh.
trong nơi người ta giết con sinh dùng làm của lễ thiêu, thì hãy giết con sinh tế chuộc sự mắc lỗi, rồi rưới huyết ở chung quanh trên bàn thờ. Đoạn dâng hết thảy mỡ, đuôi và mỡ chài, hai trái cật và mỡ hai trái cật nơi cạnh hông và tấm da mỏng bọc gan, gỡ gần nơi hai trái cật. Thì tế lễ sẽ xong hết trên bàn thờ làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy là một của lễ chuộc sự mắc lỗi. Mọi người nam trong vòng những thầy tế lễ sẽ ăn thịt đó tại trong một nơi thánh. Ấy là một vật chí thánh. Của lễ chuộc sự mắc lỗi cũng như của lễ chuộc tội đồng một luật lệ nhau. Con sinh sẽ thuộc về thầy tế lễ nào đã dùng nó làm lễ chuộc tội. Còn thầy tế lễ dâng của lễ thiêu cho ai sẽ được miếng da của con sinh dùng làm của lễ thiêu đó. Phàm của lễ chay nào, hoặc nấu trong lò, hoặc chiên trên chảo hay là nướng trên vỉ thì thuộc về thầy tế lễ đã đứng dâng. Phàm của lễ chay hoặc chế dầu hoặc khô phải cứ một mực phân cho các con trai A-rôn. Đây là luật lệ về của lễ thù ân mà người ta phải dâng cho Đức Giê-hô-va. Nếu ai dâng của lễ đó đặng cảm tạ thì phải dâng chung với của lễ thù ân những bánh nhỏ không pha men chế dầu, bánh tráng không pha men thoa dầu, bột lọc trộn làm bánh nhỏ chế dầu. Lại phải thêm bánh có pha men mà dâng với của lễ thù ân cảm tạ. Họ sẽ lấy một phần trong mỗi lễ vật làm của lễ chay dơ lên dâng cho Đức Giê-hô-va. Của lễ đó sẽ thuộc về thầy tế lễ đã rưới huyết của con sinh tế thù ân. Thịt của con sinh tế cảm tạ thù ân thì phải ăn hết nội ngày đã dâng lên, không nên để sót chi lại đến sáng mai. Nếu của lễ dâng về việc thường nguyện hay là lạc ý thì phải ăn con sinh đó nội trong ngày đã dâng lên, còn dư lại thì ăn ngày mai. Nhưng phần còn dư lại đến ngày thứ ba thì phải thiêu đi. Nếu ai ăn thịt của lễ thù ân trong ngày thứ ba thì người nào dâng của lễ đó sẽ chẳng được nhậm và chẳng kể chi của lễ đó cho người nữa. Ấy là một điều gớm ghê, ai ăn thịt đó sẽ mang lấy tội mình. Cũng chẳng nên ăn thịt đã đụng đến vật chi ô uế, phải thiêu đi. Còn thịt nào ăn được, ai tinh sạch mới nên ăn. Ai đã bị ô uế lại ăn thịt của lễ thù ân vẫn thuộc về Đức Giê-hô-va thì sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Nếu ai đụng đến sự ô uế hoặc của loài người hoặc của loài vật hay là điều gì ghê gớm mà lại ăn thịt của lễ thù ân vẫn thuộc về Đức Giê-hô-va thì sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng chẳng nên ăn một thứ mỡ nào của bò, chiên hay là dê. Mỡ của con thú nào chết hay là bị xé sẽ được dùng về mọi việc, nhưng các ngươi không nên ăn. Vì ai ăn mỡ của những thú người ta dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Trong nơi nào các ngươi ở chẳng nên ăn huyết hoặc của loài chim hay là của loài súc vật. Phàm ai ăn một thứ huyết nào sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Đức Giê-hô-va còn phán cùng Mô-xe rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng người nào dâng của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va phải đem đến cho Ngài lễ vật do trong của lễ thù ân mình. Chính tay người sẽ đem phần phải dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, tức là mỡ và cái o. Cái o để đặng dùng làm của lễ đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi thầy tế lễ sẽ xông mỡ trên bàn thờ. Còn cái o thì thuộc về phần A-rôn và các con trai người. Các ngươi cũng sẽ cho thầy tế lễ cái giò hữu về của lễ thù ân đặng làm của lễ dơ lên. Còn ai trong vòng các con trai A-rôn dâng huyết và mỡ của con sinh tế thù ân thì sẽ được phần cái giò hữu. Vì trong những của lễ thù ân của dân Israel, ta lấy cái o mà họ đưa qua đưa lại trước mặt ta và cái giò mà họ dâng dơ lên đặng ban cho thầy tế lễ A-rôn và các con trai người, chiếu theo luật lệ đời đời mà dân Israel phải giữ theo. Ấy là phần trong những của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va mà phép sức dầu sẽ truyền cho A-rôn và các con trai người trong ngày nào lập họ làm chức tế lễ trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn dân Israel phải ban cho họ từ ngày họ chịu phép sức dầu. Ấy là một luật lệ đời đời trải qua các thế đại. Đó là luật về của lễ thiêu, về của lễ chay, về của lễ chuộc tội, về của lễ chuộc sự mắc lỗi, về của lễ phong chức và về của lễ thù ân mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Mô-xe tại trên núi Sinai
khi Ngài dặn biểu dân Israel dâng của lễ mình cho Đức Giê-hô-va trong đồng vắng Sinai. Chương 8. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đem A-rôn cùng các con trai người, áo sống, dầu sức, con bò tơ làm của lễ chuộc tội, hai con chiên đực và giỏ bánh không men, rồi nhóm hiệp cả hội chúng tại cửa hội mạc. Môi-se bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va phán dặn. Hội chúng nhóm hiệp tại nơi cửa hội mạc. Môi-se nói cùng hội chúng rằng: Đây là các điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn làm theo. Đoạn, Môi-se biểu A-rôn và các con trai người lại gần, rồi lấy nước rửa họ. Người mặc áo lá trong cho A-rôn, cột đai lưng, mặc áo dài, mặc ê-phót và cột đai ê-phót. Người cũng đeo bảng đeo ngực và gắn vào bảng Urim và Thumim, đội cái mão lên đầu, phía trước mão buộc thẻ vàng, tức là tràng thánh, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Kế đó, Môi-se lấy dầu sức, sức cho đền tạm và các vật ở tại đó biệt riêng ra thánh, rải dầu 7 lần trên bàn thờ và sức dầu cho bàn thờ cùng các đồ phụ tùng của bàn thờ, cái thùng và chân thùng đặng biệt riêng ra thánh. Người cũng đổ dầu sức trên đầu A-rôn, sức cho người đặng biệt riêng ra thánh. Đoạn, Môi-se biểu các con trai A-rôn lại gần, mặc áo lá trong cho, cột đai, đội mão lên đầu, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Người biểu đem con bò tơ dùng làm của lễ chuộc tội lại gần. A-rôn và các con trai người nhận tay mình trên đầu nó. Môi-se giết nó, lấy huyết, rồi dùng ngón tay bôi huyết trên chung quanh sừng của bàn thờ, làm cho bàn thờ nên thanh sạch. Đoạn, đổ huyết dưới chân bàn thờ. Như vậy, người biệt bàn thờ riêng ra thánh để làm lễ chuộc tội tại đó. Người lấy hết thải mỡ chài, tấm da mỏng bọc gan, hai trái cật với mỡ của hai trái cật, rồi đem xông trên bàn thờ. Còn con bò, da, thịt và phẫn nó thì người đem thiêu ở ngoài trại quân, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Người cũng biểu đem con chiên đực dùng làm của lễ thiêu lại gần. A-rôn và các con trai người nhận tay mình trên đầu nó, rồi Môi-se giết nó và rưới huyết chung quanh trên bàn thờ. Đoạn, xả thịt ra từ miếng, đem xong cái đầu, mấy miếng đó và mỡ. Người lấy nước, rửa bộ lòng và giò, rồi xông trọn con chiên đực trên bàn thờ. Ấy là một của lễ thiêu có mùi thơm, tức một của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Người cũng biểu đem con chiên đực thứ nhì lại gần, tức là con chiên đực về lễ phong chức. A-rôn và các con trai người nhận tay mình trên đầu con chiên đực đó. Môi-se giết nó, lấy huyết bôi trên trái tay hữu của A-rôn, trên ngón cái của bàn tay mặt và trên ngón cái của bàn chân mặt. Môi-se cũng biểu các con trai A-rôn đến gần, bôi huyết nơi trái tay hữu họ, trên ngón cái của bàn tay mặt và trên ngón cái của bàn chân mặt. Đoạn, Môi-se rưới huyết chung quanh trên bàn thờ. Kế đó, người lấy mỡ, đuôi, hết thảy mỡ chài, tấm da mỏng bọc gan, hai trái cật với mỡ của hai trái cật và cái giò hữu, lại lấy trong giỏ bánh không men để trước mặt Đức Giê-hô-va, một cái bánh nhỏ không men, một cái bánh nhỏ có dầu và một cái bánh tráng, để mấy bánh đó trên những mỡ và giò hữu. Đoạn, để hết thảy trong tay A-rôn và tay các con trai người. Họ đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Môi-se lấy các món đó khỏi tay họ, đem xông lên bàn thờ tại trên của lễ thiêu. Ấy là của lễ về sự phong chức có mùi thơm, tức là của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Môi-se cũng lấy cái o của con chiên đực về lễ phong chức và đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là phần thuộc về Môi-se, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. Kế ấy, Môi-se lấy dầu sức và huyết trên bàn thờ, rải trên A-rôn và trên quần áo người, trên các con trai người và trên quần áo họ, biệt A-rôn và quần áo người, các con trai người và quần áo họ riêng ra thánh. Đoạn Môi-se nói cùng A-rôn và các con trai người rằng: Các ngươi hãy nấu thịt tại cửa hội mạc và ăn tại đó với bánh ở trong giỏ về lễ phong chức, y như ta đã phán dặn rằng A-rôn và các con trai người sẽ ăn thịt đó. Nhưng các ngươi phải thiêu thịt và bánh còn dư lại. Trong 7 ngày, các ngươi không nên đi ra khỏi cửa hội mạc
cho đến chừng nào những ngày phong chức mình được trọn rồi, vì việc phong chức các ngươi sẽ trải qua 7 ngày. Đức Giê-hô-va đã phán dặn làm y như hôm nay người ta đã làm để làm lễ chuộc tội cho các ngươi. Vậy hãy ở trọn ngày cả đêm tại cửa hội mạc trong 7 bữa, gìn giữ mạng lệnh của Đức Giê-hô-va, hầu cho các ngươi khỏi thác, vì Ngài đã truyền dặn ta như vậy. A-rôn và các con trai người làm mọi điều y như Đức Giê-hô-va cậy Môi-se truyền dặn vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên 3 ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.